hello, dạ, chào mừng uh, quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của các Việt. À, kính thưa quý vị, uh, chiều hôm nay thì có một cái câu chuyện cười ra nước mắt muốn chia sẻ cả nhà. Bởi vì uh, cả nhà cũng biết uh, là ngày hôm qua thì uh, trước cửa trung tâm văn hóa của thành phố Long, uh, thành phố Tân An, tỉnh Long An đó uh, cũng có nói chung là rất là nhiều uh, YouTuber cũng như là những người dân hiếu kỳ, người ta đến cái trung tâm văn hóa đó uh, dự kiến uh, là để xem cái buổi xét xử phúc thẩm cái vụ việc uh, của hộ gia đình tại Am theo cái điều 331 đó thì nói chung cũng khá là đông à, những cái người hiếu kỳ người dân rồi youtuber, bơ rồi những, nói chung là ai mà theo dõi công việc thì á, thì tập trung về đó để à, trông chờ một cái phiên tòa phúc thẩm à, được truyền hình trực tiếp ở tại trung tâm nhân hóa đó và phía trước cái trung tâm nhân hóa đó thì có một cái chiếc xe khá là đặc biệt à, nhiều người gọi là xe hoa lâm đó thì ở đó ông ông hd vlog á à, hay là nhiều người gọi là thầy ông ngoại thì ông có dùng một chiếc xe với lại một cái chiếc ghế tình yêu rồi hai bên á thì một bên là để tâm nội sáng gì đó còn một bên kia là để là đám cưới cho nội gì đó là tổ chức đám cưới cho nội gì đó thì nói chung á là cái, cái 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 hành động của HD cũng khá là vui đem lại tiếng cười cho mấy anh em thôi chứ cũng không có ý nghĩa không có mang cái tính chất là nhục bạ hay là gì ai hết à, bởi vì có nhiều cái câu chuyện ở đằng sau khi mà HD làm cái hành động này có lẽ là những cô chú anh chị nào mà theo dõi vụ việc của Thiền Am thì cũng có thể liên tưởng đến một cái chuyện gì đó nhưng mà chúng ta liên tưởng hay là chúng ta đặt ra cái giả thiết cái nghi vấn hay là cái câu trả lời gì đó là của mỗi người chứ không ai ở đó giải thích là hôm nay chúng ta hãy nhục mạ ông này hay là chúng ta hãy xỉa xối ông kia hay là cái gì gì đó đúng không trong cái câu từ này đâu có câu nào gọi là À, nhục mạ hay là nhắc đích danh đến cái người đó là người đó sống nhơ nhớp hay là cái gì gì đâu đúng không bây giờ những cái câu từ đây chúng ta à, phân tích đi à, hôm nay đám cưới cho nậu ủa đám cưới cho nậu là đám cưới cho ai mà đám cưới thì có gì gọi là nhục mạ đúng không à, đâu có gì gọi là nhục mạ hay là cái gì tâm nội sáng mà cái này à, nội thâm gì đó thì thì nó cũng không có, không có gì gọi là ghê gớm đâu. Chừng nào nói, ừ, khẳng định ông đó lụm lon, ông đó uh, ngủ với con gái gì, giống như Minh Tùng kể đó, thì cái đó gọi là uh, du khống hoặc là nhục mạ. Làm nhục một người này kia, đúng không? Nhưng mà uh, không biết là những cái người này tưởng tượng uh, cái gì, hay là tự nhét chữ, hay là tự suy diễn ra, thì lại đăng một cái status, đây đặc biệt là như anh Trần Minh Tú này. Anh nói rằng là chúc mừng đất nước Việt Nam nhân quyền mà đi nhục mạ một ông già 93 tuổi. À, nhục mạ cái gì Ông dán hình ông này lên thì dán hình ông này ông này ông đã từng nói là nếu ai cô nào mà nói là là là, là vợ ổng thì ổng cho một tỷ thì cái câu nói là câu này nó hoàn toàn là chính miệng ông vân ổng nói chứ đâu có ai gán ghép gì cho ổng đâu mà nhục mạ đúng không chúng ta hoàn toàn có một cái chỗ này là có cái hình của ổng màu uh, trắng đen à hình trắng đen uh, hd vlog dán lên đó và trích dẫn lại chính cái lời nói của ông vân chứ đâu có gì đâu vì à, mà anh anh ta anh anh chàng Minh Tú này lại nói là nhục mạ một ông già 90 mươi tuổi à, nhục mạ cái gì đúng không rồi cơ quan chức năng không những không xử lý mà để lan truyền video clip này trên không gian mạng của mọi người á người người ta quay cái gì nếu như mà có vi phạm pháp luật thì cái người được cho là nhục mạ thì cứ làm đơn cơ quan chức năng xử lý và người ta đương nhiên người ta sẽ vào cuộc à, ai có trách nhiệm ai có hành vi vi phạm pháp luật sẽ xử lý Vậy thì cái chuyện này à, vi phạm pháp luật về cái gì? À, về để một chiếc xe ở phía trước à, trung tâm quá hay sao? Hay là à, chiếc xe chở cái ghế tình yêu là bị à, vi phạm pháp luật hay là dán những cái tờ giấy A4 lên à, cái về tờ giấy A4 này nếu mà chúng ta thấy ra thì nó cũng đâu có, có nội dung gì gọi là ghê gớm đâu, đúng không? À, vậy mà còn xỉa số nói rằng à, cơ quan chức năng không những không xử lý mà để lan truyền video clip này trên không gian mạng. Rồi những cá nhân trong video clip à, như Lê Thanh Minh Tùng À, hoàng quanh hoàng thận gì đó à, và rất là nhiều youtuber khác những hình ảnh này sẽ được nhân quyền quốc tế đánh giá à, đánh giá lại đạo đức xuống cấp trầm trọng và nhân quyền của con người việt nam khi trúng cử hội đồng nhân quyền này nó viết chữ không có chấm phẩy gì luôn đó nha để mình đọc lại nguyên cái đoạn luôn nè ha những hình ảnh này sẽ được nhân quyền quốc tế xem đánh giá lại đạo đức xuống cấp trầm trọng và là nhân quyền của con người khi việt nam trúng cử hội đồng nhân quyền liên hiệp Đó nó không chấm cử không, không, không chấm phẩy chỗ nào hết trơn á cả nhà hiểu sao bây giờ mình dùng mình tách từ chữ đi ha những hình ảnh này sẽ được nhân quyền quốc tế xem đánh giá lại đạo đức xuống cấp trầm trọng và là nhân quyền của con người việt nam trúng cử hội đồng nhân quyền liên hợp quốc thật sự câu này nếu mình đọc mà giờ mình muốn chấm phẩy cũng không biết chấm chỗ nào nữa chấm chỗ nào cho nó có ý nghĩa cả nhà đúng không hay là đại khái anh này nói là những hình ảnh này sẽ được nhân quyền quốc tế xem xét để đánh giá lại đạo đức xuống cấp trầm trọng <laughs> nhân quyền mà là đạo đức là sao đúng không tự nhiên nhân quyền là nhân quyền đạo đức là đạo đức đạo đức xuống cấp là sao Nh những cái hình ảnh này là đạo đức xuống cấp trầm trọng hả rồi, rồi tự nhiên nhân quyền mà đi đánh giá đạo đức là sao đúng không bây giờ mình đọc cái định nghĩa nhân quyền đi à, định nghĩa nhân quyền cho dễ 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 hiểu nhất à, nhân quyền theo định nghĩa của wiki thì nói á nhân quyền hay là quyền con người à, là những quyền tự nhiên của con người và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ chính thể nào đúng không tức là bị tước bỏ Tước bỏ cái quyền đó thì gọi là người ta bảo vệ nhân quyền à tức là không có bị cái chính thể hay là cái 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 tổ chức cái nào mà tước bỏ cái 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 cái, cái nhân quyền của mình hết á đúng không là cái quyền tự nhiên á không có tước bỏ cái quyền tự nhiên của mình vậy thì cái chuyện của uh, cái, cái video clip mà dán hình của thầy ông nội mà thầy ông ngoại tặng này thì thì tước bỏ cái gì Đúng không cả nhà? Tước bỏ cái gì mới gọi là nhân quyền tước bỏ Rồi nhân quyền quốc tế sẽ đánh giá lại đạo đức xuống cấp trầm trọng <laughs> Đánh giá làm sao? Đạo đức con người như, như thế nào? À, thật sự đây rồi cũng là một cái trò vui của HD Bởi vì chúng ta thừa biết á, HD có rất là nhiều những cái câu nói rất là vui Rồi à, trong hành động, trong cử chỉ À, thậm chí là trong cái cái buổi hôm đó ở buổi live stream hay là cái buổi gián hình nhắn họ này cũng chẳng qua là à, để à, làm cho cái không khí đó không có căng thẳng à, để vui vẻ thôi chứ cũng không có gì gây gớm nếu như thật sự ông vân hay là những người trong tà am á mà thấy rằng cái hành động này là họ bị xúc phạm hay là họ bị cái gì đó thì họ cứ làm việc với cơ quan chức năng cứ làm đơn lên trong khi á, cái nhóm luật sư tà am rất là thích làm đơn mà họ nói là họ đã, đã ghi à, hàng trăm cái lá đơn nào thì bây giờ họ cứ làm thôi rất là bình thường đó. khi mà nếu mà chúng ta nói ấy, thì chúng ta phải nhìn lại đó. ừ những câu từ như thế này chờ chữ nào gọi là nhục mạ chữ nào gọi là vu khống hay gì đó hay chà đạp gì đó đó bên đây là tâm nội sáng hán nội thăm gì đó đúng không còn bên kia là à, cưới vợ cho thầy ông nội vậy thôi cái chỗ nào nhục mạ đâu đúng không vậy mà nói là nhân nhân quyền quốc tế những hình ảnh này sẽ được nhân quyền quốc tế xem đánh giá lại đạo đức xuống cấp trọng trọng và là nhân quyền của con người Việt Nam trong cử hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc <laughs> câu đó mình bó tay bó chân luôn à, vậy ra cử nhân cử nhân cử nhân gì mà học gì ngành cán bộ gì đó à, rồi ở dưới này đó là cảm ơn đã tố cáo nơi đây là có thể nhục mạ một con người cảm ơn đã tố cáo nơi đây là có thể nhục mạ một con người là sao các nhá Ủa, ông, này, ông này nó viết cao siêu quá, chắc có lẽ là dùng điển lực viết hay sao mình viết đâu đâu. Tuy nhiên là cảm ơn đã tố cáo nơi đây là có thể nhục mạ một con người. Cảm ơn đã tố cáo kia. Rồi một ông già 90 tuổi à, chúc mừng nơi đây tố cáo hành vi mang rợ và kinh khủng nhất ở đất nước Việt Nam này. Trời ơi trời. Cả nhà ai thông não vậy em? Nó nói cái gì vậy trời? Này, để mình đọc hết cái đoạn này lại cho cả nhà nghe lại nha những hình ảnh này sẽ được nhân quyền quốc tế xem đánh giá lại đạo đức xuống cấp trầm trọng và là nhân quyền của con người Việt Nam khi trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Chấm cái. Cảm ơn đã tố cáo nơi đây. À, chấm cái. Cảm ơn đã tố cáo nơi đây là có thể nhục mạ một con người, một ông già 90 tuổi. À, chúc mừng. À, chính nơi đây đã tố cáo hành vi man rợ và kinh khủng nhất ở nước nước Việt Nam này. Cạn lời. Thiệt là đau cái lòng quá, đau cái đầu quá cả nhà. Với cái gì đâu á. À, tự nhiên ghê. cảm ơn đã tố cáo nơi đây là có thể nhục mạ một con người là sao nơi đây có thể tố cáo nhục mạ một con người hả? À, cái kiểu như là những cái hành động này là nhục mạ đúng không là cái nơi à, để cho mọi người thấy rằng ở nơi đây là nhục mạ một ông già 90 tuổi hay sao đúng không rồi chúc mừng nơi đây à, tố cáo hành vi mang rợ và kinh khủng nhất ủa cái xe này có gì gọi là mang rợ và kinh khủng nhất cả nhà sao ông ông này ông nói gì thiệt là rối não luôn á à, nói chung là ổng đưa cái video clip này lên à, để nói rằng là có một nhóm người một nhóm youtuber à, nhục mạ ông già 90 tuổi với hành hành vi là mang rợ kinh khủng nhất ở việt nam ở đất nước việt nam gì đó thì cô chú anh chị mình nếu mà có rảnh thì xem lại cái video clip này rồi à, xem là nó 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 kinh khủng và mang rợ đến mức nào à, giống như là trong cái lời của anh chàng minh tú này nói hay không còn không có thì uh, cô chú anh chị có thể đánh giá được anh chàng này là tới mức nào rồi ha à, riêng cái phần mà uh, biên soạn mấy cái câu từ này thôi có một cái dọn dạng như thế thôi mà anh ta viết mình thực sự là mình rối luôn à, à chắc để cái này là trình độ khoảng chừng mấy đứa phân lớp 4, lớp 5 mà nó viết chữ giỏi giỏi với còn ngon hơn à đúng không tại vì lúc đó là nó đã học ngữ văn hay là tiếng việt uh, cũng biết chấm phết cho nó, cho nó uh, ra câu câu ra câu từ ra từ rồi à, muốn nhấn mạnh chỗ nào do nó có ý nghĩa chứ đâu có thể mà viết cái gì đâu á à, đúng là họ đang kêu bằng đúng là là bộ ổ phim đó phim phim bi á nhưng mà đưa mấy câu từ này vô thành nó hài đúng không đang kể chuyện bi mà thành ra hài bởi vì đó đúng là cười ra đau bụng luôn đúng không nha cười ra nước mắt đau bụng luôn rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi ạ à, xin trân trọng kính chào à, hẹn gặp lại